Sứ mệnh ngôn ngữ
là một nhân vật huyền thoại được tôn xưng là sử tổ của nền văn tư vô vàn uy lá của người kinh đô lập đồ dung hòa đa chính thông minh tính tưởng ở nơi ấy là nhà một con người vui vẻ trên cả tâm hồn số người ra sự nghiệp độc lập của tổ quốc ở cuộc đấu thương khiếp quốc quốc thường là ông mất tháng sáu năm quốc anh nhậu cứu nhiều quan tâm sau tổ quốc đất nhà quốc ở chúng ta ok kinh tế thái yên bình chưa mở trong quan tâm trong sự năm mươi con theo là quốc công về tự lập định thờ năm mươi con bia ghi công lao giả thờ sự nhiều đất ở quê cùng bắn ma thuật bắt lớn bạn cùng hầu nhưng đến hầu thành như thành nước này từ quốc thành long và nước là công nguyên người đã giáo hóa dân trà tế tầm thuốc trị bệnh cho dân đồng thời cũng là nguồn gốc xa xưa trong đường sử dân tộc Việt Nam.